kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý trong nước và quốc tế. Sáng nay ngày 9 tháng 12, phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc tại Hà Nội. Theo chương trình, phiên họp diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong thời gian ngắn, vì vậy các đại biểu cần tập trung cao độ thảo luận những nội dung đã được Thường vụ Quốc hội đưa vào lịch họp. Theo chương trình dự kiến, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý, tiếp thu dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc thành lập tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, xem xét quyết định việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thị trấn Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, các phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thị trấn Vĩnh Thạch Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Chi Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc tổng kết kỳ họp thứ 10, chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 và một số công việc quan trọng khác. Chiều ngày 8 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế, tổ chức lễ công bố báo cáo đánh giá đa chiều của Việt Nam theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, với phương pháp tiếp cận xây dựng dựa trên các đánh giá đa chiều, liên ngành, liên lĩnh vực, báo cáo đánh giá đa chiều của Việt Nam là một nghiên cứu đầu vào hữu ích cho quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của Việt Nam báo cáo sẽ là một tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các nhà lập kế hoạch và chiến lược các nhà hoạch định chính sách các nhà khoa học các nhà quản lý ở cả khu vực công và khu vực tư nhân của việt nam cũng như các đối tác phát triển của việt nam sau khi chính thức khởi động vào tháng 2 năm 2019 trên cơ sở làm việc với nhiều bộ ngành, cơ quan trong nước qua nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học cũng như khảo sát thực tiễn phát triển ở Việt Nam, đến tháng 3 năm 2020, tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế cơ bản đã hoàn thành báo cáo đánh giá đa chiều của Việt Nam, trong đó đề xuất mô hình 3 thách thức, 2 chiến lược, 5 trọng tâm và 2 điều kiện cho Việt Nam báo cáo đã đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm hướng đến một nền kinh tế hội nhập minh bạch và bền vững hơn nâng cấp chất lượng các ngành nông nghiệp chế tạo và dịch vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tăng cường chất lượng giáo dục đại học mở rộng hệ thống giáo dục suốt đời nâng cao năng lực quản trị môi trường chủ động đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình kinh tế ít carbon Ngày 8 tháng 12 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 về đại dương và luật biển. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc tham dự phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam đề cao giá trị phổ quát, nhất quán và toàn diện của công ước Liên hợp quốc về luật biển, đánh giá cao đóng góp của các cơ quan được thành lập theo công ước trong thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển liên quan đến tình hình biển đông đại sứ đặng đình quý khẳng định lập trường nhất quán của việt nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế trong đó có công ước luật biển tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ quan ngại về một số sự kiện diễn ra gần đây tại Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không quân sự hóa hoặc tiến hành các hoạt động làm phức tạp tình hình, gia tăng tranh chấp, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Kết thúc phiên họp, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 đã đồng thuận thông qua nghị quyết thường niên về nghề cá bền vững, Nghị quyết thường niên tổng hợp về đại dương và luật biển được hoãn xem xét sau để hoàn thành các thủ tục đánh giá tác động về kinh phí, ngân sách. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký văn bản gửi tới các sở giáo dục đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này. Theo đó, Bộ lưu ý các sở, các trường tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Các đơn vị cần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học và các phương án đảm bảo sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trung trường lớp theo quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và học phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tại địa phương để hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giám đốc các sở giáo dục đào tạo, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm về việc phòng chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý. Tỉnh Quảng Bình vừa cách ly các ca tiếp xúc gần với bệnh nhân số 1291 tái dương tính với Covid-19. Các trường hợp này đều đã đưa vào cách ly tập trung tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba, thành phố Đồng Hới qua truy vết, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xác định có 36 người là F1. Bệnh nhân số 1291 nhập cảnh từ Romania về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8 tháng 11 và được cách ly tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần có kết quả âm tính, bệnh nhân được ra viện về thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Sáng nay, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 12, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cho biết đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Quảng Nam được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.377 bệnh nhân, trong đó có 1.224 ca đã được chữa khỏi. Tính đến 13 giờ hôm nay ngày 9 tháng 12, toàn cầu ghi nhận hơn 68,5 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 1,5 triệu ca tử vong và trên 47,4 triệu bệnh nhân bình phục. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với trên 293.300 ca tử vong trong tổng số hơn 15,5 triệu ca nhiễm, chiếm 22% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu. Trong 24 giờ qua, số ca tử vong trên toàn nước Mỹ đã tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó, từ hơn 1.500 ca lên hơn 2.900 ca. Đáng chú ý, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ chạm mốc 10 triệu ca vào ngày 9 tháng 10 và đã nhanh chóng tăng thêm 5 triệu ca chỉ trong vòng một tháng. Tuần qua, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng ở mức đáng báo động, đặc biệt ngày 4 tháng 12 ghi nhận trên 227.800 ca, mức cao nhất từ đầu dịch. Sau Mỹ là Ấn Độ, với trên 9,7 triệu bệnh nhân COVID-19 và đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong. Tình hình dịch bệnh ở châu Âu tiếp tục diễn biến khó lường khi Giáng sinh cận kề, buộc chính phủ nhiều nước phải cân nhắc việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng dịch liên quan vaccine phòng ngừa COVID-19, ngày 8 tháng 12, tạp chí nghiên cứu y học The Lancet cho biết vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng trường đại học Oxford nghiên cứu sản xuất cần phải được tiếp tục tiêm thử nghiệm để có đủ dữ liệu kiểm chứng liệu vaccine này có hiệu quả trên 90% hay không. Tại Mexico, Bộ Y tế thông báo kế hoạch tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ bắt đầu từ cuối tháng 12 và ưu tiên hàng đầu là dành cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những tin tức đáng chú ý. Ngày 9 tháng 12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và năm an toàn giao thông năm 2020, triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông cả nước có những chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên. Tai nạn giao thông liên tục được kiềm chế và kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 42,71%, số người chết giảm 19,01%, số người bị thương giảm 53,91% so với giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, năm 2020 là năm đầu thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia kết hợp với thực hiện Nghị định số 100-2019 NDCP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Chỉ đạo của Chính phủ về hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giao thông, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19 đã được các ngành chức năng, địa phương, tổ chức, đoàn thể triển khai sâu rộng, tạo được sự lan tỏa và đồng thuận của nhân dân mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại hạn chế tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra vẫn còn cao tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đường sắt và các đô thị còn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi vấn đề xử lý khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông dọc theo các tuyến quốc lộ chưa có nhiều chuyển biến tại tỉnh cao bằng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện hàng năm ban an toàn giao thông tỉnh đều ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông bám sát chủ đề của từng năm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú đổi mới giúp người dân dễ tiếp cận dễ hiểu dễ nhớ qua đó nâng cao ý thức của người tham gia giao thông Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt trực tiếp và phạt nguội các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 515 vụ tai nạn giao thông, làm chết 223 người, bị thương 570 người. So sánh với giai đoạn 2011-2015, giảm 64% về số vụ, giảm 22% số người chết, giảm 65% số người bị thương các mô hình điểm trong phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông như cổng trường an toàn giao thông, nông dân với an toàn giao thông, phụ nữ tham gia thực hiện an toàn giao thông và tuyến đường cựu chiến binh tự quản đã góp phần duy trì sự ổn định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nhất trí xây dựng năm an toàn giao thông 2021 với chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các bộ ngành và các địa phương trong thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2015-2020 đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về đảm bảo trật tự an toàn giao thông chống ủng tắc giao thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh, tiếp tục hưởng ứng các hoạt động của chương trình thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2021-2030 của liên hợp quốc về cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Ngày 9 tháng 12, công ty điện lực Cao Bằng phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện hưởng ứng tuần lễ hồng IVN lần thứ 6 do tập đoàn điện lực Việt Nam phát động. Với mong muốn thắp sáng niềm tin cho bệnh nhân thiếu máu đang điều trị, tuần lễ hồng IVN lần thứ 6 được tổ chức tại các đơn vị trực thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam với thông điệp lan tỏa yêu thương, vạn trái tim một tấm lòng chung tay vì sức khỏe cộng đồng, chương trình đã thu hút 100 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên của công ty điện lực Cao Bằng tình nguyện đăng ký hiến máu. Kết quả đã thu được 56 đơn vị máu. Với những ý nghĩa thiết thực, tuần lễ hồng EVN đã trở thành hoạt động nhân ái cao đẹp được đông đảo cán bộ nhân viên của công ty điện lực Cao Bằng tích cực hưởng ứng tham gia. Số người đăng ký tình nguyện hiến máu năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019, có 50 người đăng ký tham gia hiến máu thì năm nay số lượng tăng gấp đôi, tổng đơn vị máu thu được nhiều hơn năm trước là 25 đơn vị máu. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần nhân ái của cán bộ, công nhân viên công ty điện lực vì người bệnh góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện vào dịp cuối năm. Ngày 9 tháng 12, Tổ kiểm tra liên ngành huyện Bảo Lâm đã tổ chức kiểm tra 3 hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thị trấn Bắc Miều. Tại 3 cơ sở kinh doanh, Tổ kiểm tra đã xem xét các giấy tờ liên quan việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm. Qua kiểm tra, ba cơ sở chấp hành tốt các quy định kinh doanh buôn bán các sản phẩm mỹ phẩm, các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm có nhãn mác nước ngoài đều có nhãn phụ bằng tiếng Việt, có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến các sản phẩm kinh doanh. Tuy nhiên, ba cơ sở kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm bày bán chưa xếp gọn gàng, còn đặt xen lẫn với các mặt hàng khác gây mất vệ sinh. Tổ kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở kinh doanh cần bố trí gọn gàng, sạch sẽ qua đợt kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời đánh giá thực trạng việc thực hiện và chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh mỹ phẩm của các cơ sở trên địa bàn huyện, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu cung cấp mỹ phẩm giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.